Mến chào cô chú và anh chị. Đây, giới thiệu cả nhà. Đây là cây địa lan Cesaret. Cái vỏ hoa rất là dài luôn đó cả nhà. Wow, quá trời đẹp luôn. Em quay cận cảnh cho cả nhà mình xem nha. Cái mặt hoa ghiền luôn á. Mà vòi hoa nó dài còn hơn nhánh đó nè. Đây, đây là một cần hoa. Cả nhà nhìn nè, đó. Đây là phân nhánh, rồi phân nhánh, rồi phân nhánh, rồi phân nhánh ra. Quá đẹp. Mình trồng từ khoảng 1 năm rưỡi là cây nó cao tầm khoảng 6 đến 7 tấc. Cây này trồng, giá trị của cây này trồng thì khoảng là 3 năm rồi đó. Đó, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Cây này cao lắm nè. Cả nhà nhìn nè. À, để em đứng. Quên, em quay có một mình là không đứng vô được. Nhưng mà nhìn rất là cao, đẹp lắm. Cái này trồng bằng trụ. Đó, mình đổ một cái trụ bê tông vào. Rồi xong rồi nó cứ thế là nó bám vào thôi. Nhìn rất là thích luôn nè. Đó. Ghiền luôn. Cả nhà coi cái độ xuyên hoa của em nó nè. Tính từ đây. Tính từ đây dài lên, dài lên, dài lên. Đó, mỗi lá là mỗi vòi hoa luôn. Xứng đáng để chơi không cả nhà. Đó. Mỗi nách lá là mỗi vòi hoa luôn nè. Ôi. Đó, thật sự đó là vậy luôn. Anh chị thấy không? Đó. Mỗi nách lá, mỗi vòi hoa luôn. Nhìn ghiền quá. Tiếp tới thì lên đây, hoa không luôn. Rồi. Quá đẹp luôn, cả nhà có cây này chưa? Địa lan Ren Red, còn được gọi là hoàng tử đỏ. Cả nhà mình chưa có thì gọi đến số hoa lan đẹp nha anh chị. Em sẽ có cái size vừa, size nhỏ cho anh chị để anh chị mình sưu tầm giống nè.